Xin chào các bạn, hiện nay trên thị trường đã xuất hiện các dụng cụ tương tự như dụng cụ chữa chuyên biệt của phương pháp diện chẩn. Những loại hàng nhái, hàng giả mạo danh này mang các thương hiệu tương tự các thương hiệu của giáo sư tiến sĩ khoa Bùi Quốc Châu đã được bảo hộ bởi Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, khiến cho bệnh nhân và người tiêu dùng nhầm lẫn. Cho nên hôm nay mình quay video này để hướng dẫn các bạn hai cách để nhận biết dụng cụ diện chẩn chính hãng, để các bạn có thể chọn mua được các dụng cụ chất lượng nhất và chúng ta có thể đạt được hiệu quả cao nhất khi chúng ta chăm sóc cho bệnh nhân. Cách thứ nhất, các bạn để ý trên cán của dụng cụ bao giờ cũng khắc địa chỉ xuất xứ của nơi sản xuất các dụng cụ này. Ví dụ những dụng cụ bé như thế này, các bạn thấy này, có đề là vinamassage diện chẩn.com và số điện thoại. Những dụng cụ cán dài ấy, thì có đề thêm là địa chỉ nhà thầy Bùi Quốc Châu là 16 Kỳ Con, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn chú ý tất cả các dụng cụ này bao giờ cũng có số điện thoại ở đây. Và mặt bên thì có đề rõ là diện chẩn điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu là phương pháp của diện chẩn. Như vậy, tất cả các dụng cụ chính hãng đều có địa chỉ và nơi xuất xứ rõ ràng. Các dụng cụ hàng nhái không đề diện chẩn.com và cũng không đề số điện thoại như thế này. Ngoài ra, các bạn để ý kỹ thuật chế tác của các dụng cụ này. Các dụng cụ diện chẩn chính hãng bao giờ cũng có kỹ thuật chế tác rất là tinh xảo, góc cạnh được mài mịn, đảm bảo không gây tổn thương trên da. Và khi thao tác, chúng ta giúp cho chúng ta đạt được hiệu quả tối đa khi tác động. Và chất liệu thì được sản xuất từ sừng hoặc là nhựa cao cấp, từ đồng và inox chất lượng cao. Khi dùng lâu dài vẫn giữ được độ sáng bóng. Và số lượng sản phẩm của các dụng cụ diện chẩn chính hãng thì bây giờ đã gần 200 món và đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu của thực tế. Hàng nhái thì người ta chỉ có vài chục món thôi. Các bạn để ý này, rất là đẹp và sắc sảo, nhìn rất là bắt mắt. Và những cái dụng cụ như này sáng bóng thì hàng nhái không bao giờ có được cái chất lượng như thế này các bạn nhé. Như vậy, cách thứ nhất là các bạn để ý là địa chỉ trên thân dụng cụ và các bạn quan sát qua cái chất liệu, là nhìn cái hàng thật bao giờ nó cũng rất là chất, rất là tinh xảo và rất là đẹp. Và cái thứ hai là để tránh mua phải hàng giả thì các bạn chỉ cần đến là gì ạ, các địa điểm phân phối chính hãng của thầy Bùi Quốc Châu để xem các dụng cụ diện chẩn chính hãng này. Các bạn có thể vào website diệnchẩn.com hoặc diệnchẩnviet.com là có danh sách các cửa hàng bán dụng cụ diện chẩn chính hãng. Và các bạn để ý là trên các trang web của các sàn thương mại điện tử ấy, thì hàng nhái nó chỉ có vài chục thôi. Thì xin thưa với các bạn rằng các dụng cụ diện chẩn bây giờ cái rẻ nhất là cây giò dây bây giờ là hơn 100.000. Cái vài chục nghìn là chắc chắn không phải là hàng chính hãng. Cho nên các bạn cứ yên tâm, tiền nào của đấy, đúng nào, đắt thì sắt ra miếng. Cái này nó mang thương hiệu và mang bản quyền của thầy Bùi Quốc Châu, bản quyền của người chế tạo ra các dụng cụ này. Thì chúng ta mua những dụng cụ diện chẩn chính hãng cũng là một cái lời tri ân tới tác giả của phương pháp và tôn trọng phương pháp. Cho đến nay thì các dụng cụ diện chẩn với những cái đặc điểm riêng đã nêu ở trên do Trung tâm Việt Y Đạo Quốc tế sản xuất chỉ được phân phối ra thị trường trong nước và qua một số địa chỉ diện chẩn nhất định do giáo sư Bùi Quốc Châu chọn và cho phép. Theo đó thì cái diện chẩn Việt được lựa chọn là một trong những văn phòng cung cấp hàng chính hãng trên địa bàn Hà Nội và toàn quốc. Để tránh mua phải hàng nhái kém chất lượng, khách hàng có thể đến trực tiếp tại các địa chỉ dưới đây hoặc là đặt hàng qua điện thoại và email, vận chuyển qua bưu chính, thanh toán khi nhận hàng. Trung tâm diện chẩn Việt, các bạn truy cập vào website dụngcụdienchan.vn ở trên màn hình. Địa chỉ mua tận nơi thì các bạn có thể đến số nhà 27 ngách 20/15, ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại là 0934 128 128.